Love me as you've never loved anyone. Love me. I wish you a happy new year again. And thank you. Thank you for coming all this way to celebrate the most special occasion. Because we don't have 2,000 millennium all the time. It's just one time. So it's very special. I'm very happy to share all this beautiful time with you. And hoping that you bring this beautiful atmosphere back home with you and share it with the world where you live. From today, we're going to be happy. Happy, happier than before. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi lời chúc Tết đến mọi người trong dịp chào mừng Thiên Niên Kỷ mới vào ngày 11 tháng Giêng năm 2000 tại Vương quốc Thái Lan. Nhân dịp năm mới, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư xin kính chúc quý văn nghệ sĩ, báo chí truyền thông và quý đồng hương một năm mới an bình, thịnh vượng. Nhân dịp đầu năm, Hội cũng xin đa tạ những khán thính giả đã không ngừng theo dõi, cổ động và khuyến khích các chương trình thơ nhạc của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư được thường xuyên phổ biến trên các đài truyền thanh truyền hình tại Orange County. Ước mong rằng quý đồng hương sẽ yểm trợ các tác phẩm nghệ thuật này qua các CD và video mà Hội đã phát hành để Hội có thể tiếp tục giúp đỡ những nạn nhân kém may mắn trên khắp thế giới. Một lần nữa, xin đa tạ quý đồng hương và chúc mừng năm mới. From the Los Angeles Center, we would like to wish you, Master, a happy new year, lots of love, health and happiness. Happy new year, Master. Em có mơ gì không hỡi em? Những mùa xuân xưa mai nở bên thềm, ta ở bên trời Tây xa lắm, thương nhớ vô cùng trong trái tim. Anh có mơ gì không? Nhân ngày đầu xuân, chúng tôi xin gửi đến khán thính giả một chương trình văn nghệ đặc biệt do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư từ khắp nơi trên thế giới trình diễn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Kia trong vạt nắng mặt xuân tràn dâng, không hoa nhẹ vương một tuổi thu cùng, cùng bao buồn thắm. Bước tay duyên lành, ấm câu trời xanh, bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lành. Yeah.
dulce tu amor. Cuando tenga mi casita, oh qué suerte tan bonita, oh qué suerte tan bonita que pa' mí tendrá que ser. Sonale, pulate, ali, ali, cantale, I love you, love you, love you, love you. Sonale, pulate, ali, ali, cantale. Dân làng đàn trâu thật lớn, đàn trâu to sừng. Bơm ơi, trâu trắng với bò vàng ơi, bơm ơi, trâu trắng với bò vàng ta đổi cho. Ta lấy cái quạt mo, ta đổi cho. Ta lấy cái quạt mo. Bước một bước là trở về Nguyễn Thủy, lùi một ly là trở lại chân ai. Thì vẫn vậy năm qua và tháng lại, khác gì đâu thế tục với liên đài. Ta vẫn ngỡ niết bàn là thế thế, nào ngờ đâu lầm lạc ta. Lạy Phật trên đài cao sang chói, con u mê của quang giữa đêm dài, muốn tin lành sao vẫn thấy xa xôi, muốn đạo hạnh sao vẫn hoài tội lỗi. Lòng sám hối nhưng oan khiến con gọi nẻo luân hồi, manh áo trần sơ sát giữa phong lôi, muốn về bám góc cả xa cửa Phật. Anh còn nhớ không những hỡi đôi môi hồng đỏ như máu tim tôi?
tóc đẹp như tơ vàng rực rỡ. Anh hứa đưa tôi từ đông sang hạ, biến đau buồn thành thiên đường trần gian, mang đến cho tôi nỗi đam mê dịu dàng. Mười ngón tay son dựng thiên đường trần gian. Con én nhỏ ven sông, qua đêm mưa gió chợt nghe mọi cánh hồng. Lỡ uống một lần rượu tình say ngây ngất, quên mất lối về, quên mất nẻo thiên cung. Lửa tình nung cháy cả con tim, ta đây người đấy lặng im thôi cũng đành. Thổn thức âm thầm lệ tình sao em khóc, nghe lá rơi đầy theo lối nhỏ mưa qua. Qua nhà anh đèn khuya soi bóng ngả, mưa mùa thu đậm khóm mây hồng. Muốn vào thăm mà ngại lòng tượng đá, tình trăm năm ngoảnh lại đã là không. Nửa cuộc đời tìm hoài trong áo mộng, chân dung nào như ngọc sắt vàng theo, rồi tương tư theo năm dài tháng rộng. Thăng hoa người trong gấm lụa tình yêu. Người tình ở phương xa, nơi đất trời giáo hòa, từ thuở nào vô thủy để nhớ một mình ta. Kiếm ngày đêm giữa càn khôn thâm thầm, giữa xanh tự muôn loài, hỡi người còn lại, hỡi người tình xa biệt, lòng ta nhớ khôn nguôi, hỡi người tình xa biệt, lòng ta nhớ khôn nguôi. Trước bên trời nhìn mưa rơi mà thương nhớ xa xôi, nhớ mình nhớ nước mắt nhớ người. Người chưa quên dù nay ta đã đuổi bờ, luôn vẫn chờ you.
đường đó xa. Chưa chát nắng thu phai tóc bạc ngồi mình ta, người ở đâu rồi ta mãi xa. Chẳng biết vì đâu vẫn thấy buồn, nhìn đời như nước chảy mưa tuôn. Chúng tôi hy vọng chương trình văn nghệ đặc biệt mừng xuân đã mang đến cho quý khán thính giả những giây phút thoải mái. Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư xin chân thành kính chúc quý khán thính giả một năm mới thật tuyệt vời và một thiên niên kỷ mới đầy ơn phước. Xuân vừa về trên bãi cỏ non, gió xuân đưa lá vàng tươi nguồn. Song song với việc chia sẻ giáo lý cũng như để đáp lại tấm thịnh tình của khán thính giả xa gần đã ái mộ các sáng tác thơ nhạc của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Trung tâm thơ nhạc tình yêu và tâm linh đã được khai trương trong bầu không khí ấm cúng và thân mật vào 11 giờ sáng ngày thứ Năm 27 tháng Giêng năm 2000 tại khu Asian Village, miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ. Trong dịp này, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vinh hạnh được đón tiếp rất nhiều quan khách đặc biệt cũng như các thân hữu trong giới báo chí, truyền thanh và truyền hình. Trong số các quan khách hiện diện có giám đốc chương trình đài truyền hình 18 KSCI Eva McCool, Đài phát thanh Sài Gòn Radio Hải ngoại, Nhật báo Worldwide Liberty Times, Nhật báo Người Việt, Nhật báo Viễn Đông và Nguyệt San Văn Hóa. Nhiều vị đã đến từ các địa phương xa như San Francisco và San Jose để ủng hộ và mừng ngày lễ khai trương Trung tâm Thơ Nhạc. Đây là một buổi ra mắt rất trang trọng với sự hiện diện đặc biệt của các nhạc sĩ lão thành Phạm Duy, Thu Hồ, ca sĩ Lê Uyên, nghệ sĩ Duy Quang, Duy Cường, nghệ sĩ kiêm sướng quân viên Quốc Thái, ca sĩ kiêm sướng quân viên Quỳnh Hương, giáo sư Trần Văn Ân, nữ tài tử Mai Phương, ca nhạc sĩ Phượng Vũ, luật sư Lê Quang Cường, cựu thị trưởng thành phố Westminster bà Kathy Bickles, mục sư Nguyễn Quang Minh và rất nhiều quan khách khác. Trung tâm thơ nhạc là một nhịp cầu thuận lợi cho tất cả mọi người muốn tìm hiểu về giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các sáng tác nghệ thuật của Ngài như thơ và nhạc, hội họa, thiên y và trang sức thiên đường, v.v. Tọa lạc trong khu thương mại Asian Village trong một không khí thoải mái, với nhiều trà thiên nhiên đặc biệt và các món chay thanh nhẹ, từ trên lầu có thể nhìn ngắm khu thương xá. Sau đây là một vài phát biểu đầy khích lệ của quan khách trong ngày lễ khai trương Trung tâm Thơ Nhạc. Đây là đông vui, rất là có tổ chức và tôi gặp rất nhiều bạn bè. Tôi nhận thấy là cái sự chiêu đãi cũng như là tiếp đón của các quý vị trong thiền đường rất là ân cần, niềm nở và rất là lịch sự. Cái điểm đó nó nói lên cái sự chu đáo của ban tổ chức cũng như là sự chu đáo của thiền đường để hoàn thiện tốt cái ngày khai mạc ngày hôm nay. Khi đi sâu vào trong phía trong thì chúng tôi nhận thấy được là nó có rất nhiều những cái mẫu vật về văn hóa, về biểu tượng của thiền đường, về tranh ảnh và đặc biệt những bức tranh sơn dầu của thiền sư Trinh Hai đã làm nổi bật cái phòng sách ngày hôm nay, và đồng thời có những cái kỷ vật của thiền đường cũng như là của thiền sư Thanh Hải đi khắp nơi trên thế giới đã được mọi người xem rất là kỹ lưỡng và cẩn thận. Đó là những cái gì mà tôi với con mắt của một người làm báo tôi nhìn thấy những điều đó. Well, I liked it all. It was very informative with, you know, with her going to the various, giving out money for the disaster relief. And it was just very touching the way people reacted, you know, to the help that they were being given and stuff. I was very touched by that. Anh nghĩ là nếu mà một người nào mà đi tìm kiếm một cái gì đó mà để cho
cho cái tinh thần của mình khuây khỏa cho cái ngày sống, thì anh nghĩ đây là một những chỗ mà mình tìm thấy được. Mình làm việc rất là mệt mà đến đây rồi thì thấy như là năm 2000 nó có một cái gì đó làm cho mình có cái thêm cái hưng phấn đó. Thì chị cũng xin chúc mừng với hết tất cả những cái gì chân thật nhất của chị, chúc mừng cho càng ngày càng khuất chương ra rộng lớn hơn, mạnh mẽ hơn và càng ngày càng nhiều người biết đến và nhiều người ủng hộ, nhiều người là nhập tâm giống như là chị đang có cái feeling của chị hôm nay. Chúc mừng nhiều lắm, tại vì thấy có cả khách ngoại quốc, khách này, tất cả mọi người đó, mà dù là không có sự phụ của em ở đây nhưng mà thực sự là chị. Với ngày khai trương hôm nay thì khi mà Quỳnh Hương mới bước vô cảm thấy rất là ngỡ ngàng, không có tưởng tượng được là set up có nghĩa là một cái sự sắp xếp trưng bày quá đẹp. I have been listening to her preaching from videotapes like 12, 13 years ago. She had many characteristics the way when Jesus Christ was preaching on earth. I listened to her radio program every Saturday evening from 7 to 8. I admire a lot of her humanitarian works on around the world. I read some of her writings or her saying from the United Nations too, long time ago. I'm here at the grand opening and it's phenomenal. It is so beautiful to be with so many people who are supporting the master. Phổ biến cái sinh hoạt cũng như là những cái nội dung của hội, đưa đến quảng bá cho mọi người biết thì đó là một điều cần thiết, bởi vì trong đó nó có rất nhiều những công việc về văn hóa hoặc là về lĩnh vực xã hội, những cái công tác rất là có ý nghĩa và giá trị đối với mọi người. Cái sự có bản địa xã hội đó nó đã giúp được rất nhiều người qua những giai đoạn khó khăn của họ, thì đây là một chỗ để nhắc nhở cũng như là để cho họ có dịp có cảm tưởng là tới gần sư phụ một chút. Thành có những cái shop như vậy, những cái tiệm như vậy cho mình là điều đó. Rất vui vì đây có cái trung tâm về tâm trí thật sự ra đó, khi mà Quỳnh Hương bắt đầu làm việc cho chương trình thương mại điện tử tự nhiên do hội quốc tế sự bảo trợ hàng tuần trên đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại, phải nói đây là một chương trình rất giá trị. Thì khi mà Quốc Thái và Quỳnh Hương đọc bài để mà giới thiệu đến quý vị khán giả của chương trình này, cảm thấy đây là một chương trình rất giá trị, quy mô và tốn rất nhiều công sức của người đã biên soạn và cho người ta đồng nhạc. Thì cái điều mà anh nhận thấy được đó là những cái lời văn của những người viết ra cho để cho anh đọc, truyền tải những cái lời văn đó đến với lại những người mà đang nghe anh nói đó, phải nói là nó quá hay, rất là hay, mà nó thấm để cho cái người nghe có thể cảm nhận được là những cái dòng thơ cộng với lại những cái bài thơ hát hoặc là những bài hát trong đó nó hợp với nhau để làm thành cái chương trình có giá trị. Tôi cũng nhìn thấy chương trình này mỗi ngày mỗi được đông với khán giả nghe. Có rất nhiều gọi là thích lắm. Tôi thích những chương trình này, nó khác hẳn với lại những cái chương trình khác. Tại vì có sự sắp xếp từ trên xuống dưới và nó có sự dẫn cái người nghe đi đến một cái cục nào đó. Bắt đầu có những lời khen nhẹ nhàng dần dần đến những lời khen vào rằng là chương trình này thật sự ra khi mà chúng tôi làm việc một ngày mệt nhọc rồi và chúng tôi chỉ cần chờ đợi cái chương trình này đúng ra là đem đến cho người nghe có điều gì đó cảm thấy thoải mái trong tâm hồn, bình yên trong tâm hồn của mình. Như vậy là chắc chắn là mình đã được có một cái số thính giả ham mê và thích để nghe những cái chương trình như vậy. Đây là một chương trình mà sẽ được quý vị mỗi ngày là yên ắng hơn. Cảm ơn tất cả anh chị em trong hội đã cho anh có cái cơ hội để mình làm việc chung với nhau, mang đến cho những người khán giả của đài của anh có được những cái giây phút thoải mái, và chắc chắn là những cái giây phút đó ít khi mà họ có thể thấy được và nhìn nhận được nếu không có những cái chương trình này. Я знаю, что мастер сама очень много работает, у нее и модели есть свои, она
очень много делает, работает дома, и для людей она работает. Поэтому я ее очень уважаю. Я считаю, что она живет для людей. Thứ nhất là mình là thính một khán giả, một khán giả âm thầm nghe những trên tay, nghe những 6.3 rồi xem TV rồi, nhưng mà mình âm thầm nghe để mình học thêm những cái gì hay. Thấy hay lắm, mình chưa thấy, mình thấy thật sự ra những cái chương trình vừa rồi như là lục ở Việt Nam đó, thì quay những cảnh của những đồng tu về Việt Nam để phân phối quà đó, có theo dõi hết đấy, tôi theo dõi hết. Cái ngày khai trương ngày hôm nay đó là một ngày mở đầu cho một vận động mới, và đó là một ngày bắt mở một dấu ngoặc đổi cuộc đời cho mọi người ở đây. Thì đây là một duyên lớn, phúc lớn cho những người có tai có mắt, biết nhìn và biết nghe. Thấy ngã trường sư thì là nhìn về cái thế giới quan của chị, về cái nhân sinh quan, tức là thật ở trong người Chúa ở trong người mình đó. Mình đã hòa mình vào cái thiên nhiên. Thank you for coming. Phải làm vui khi trong cộng đồng Việt Nam có chỗ bán sách báo này kia để cho lớp trẻ tụi em đến để học tập. Ngày thơ tươi bên đời xuân mới, lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng, ta muốn hai muôn ngàn đoá. Hãy đón xem cuốn video Walk the Way of Love, bước đi tình thương, để tìm lại chính mình và ngưỡng mộ trước những ban phát ân sủng từ một tấm lòng bác ái vị tha, cùng những nỗ lực không ngừng để thăng hoa những tâm hồn, thống hận những cảnh ngộ lầm than, hầu đắp xây một thế giới đầy an bình vĩnh phúc. Cuốn video Walk the Way of Love, bước đi tình thương, chúng tôi đã phát hành. Mọi chi tiết xin liên lạc về chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1-888-826-6443 hoặc 1-888-VÀN-NGHẻ. Trong không khí tưng bừng của những ngày Tết âm lịch, các trung tâm thuộc Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư khắp nơi như Úc Châu, Gia Na Đại, Pháp và riêng tại Hoa Kỳ, tại các thành phố lớn như Houston, Dallas, San Jose và San Francisco cũng đã cùng nhau chia sẻ giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư và những việc làm từ thiện của Ngài đến mọi người. Nhiều người từ lâu khát khao chân lý đã bày tỏ lòng vui mừng vì được đón tiếp giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Trong số các quan khách đến thăm viếng gian hàng triển lãm tại Gia Na Đại, đặc biệt có Phó Thủ tướng của Gia Na Đại là ông Jack Sada và viên chỉ huy trưởng Sở Cảnh sát tại thành phố Montreal. Hoa bèn yêu bóng dáng cần lao, tắt tay nhau tránh cuộc cớ cầu. Người cùng người đã thoát vực sâu, để chia sẻ giáo lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư, những việc làm từ thiện khắp hoàn cầu, những tác phẩm nghệ thuật gồm nhạc, thơ, tranh họa, đèn, nữ trang thiên đường và các thiết kế y phục thời trang, cũng như để đáp ứng sự thành tâm của khán thính giả, Trung tâm Băng Nhạc Sách Báo Tình Yêu và Tâm Linh đã cử hành lễ khai trương vào ngày thứ Năm, 27 tháng Giêng năm 2000. Sau buổi lễ khai trương, vào dịp lễ đầu năm âm lịch, nhiều người đã viếng thăm Trung tâm Băng Nhạc Sách Báo Tình Yêu và Tâm Linh và chia sẻ những cảm tưởng sau đây. Nói chung là cũng quảng đại chứ cùng chú. Kết quả, trong thi văn nhà âm nhạc, có thể là truyền bá quảng đại cùng chú. Thiền sư, đã hữu ích và giác ngộ cho chúng sinh. Nói chung là hữu ích.
nghệ. Thì văn nghệ nó mới mới phổ biến ăn sâu trong nhân tâm và tiềm thức của con người. Thành ra cái việc mà phổ biến trong việc đi tu hành tìm đạo phối hợp với đạo và đời, sư tế thiền sư đi đúng hướng đấy. Chúng ta coi về chương trình cũng rất hay, về chương trình cũng thích gì thích cho bà nói về Phật lý cũng rất thích nghe. Thích gì nhà tâm linh gì thích. Bây giờ nó là cái tâm hồn bình an rồi. Thứ này thì nó nhiều cái trường hợp cái đời sống quá đó. Nhà này nó là cái nó tâm hồn thoải mái rồi. Thái của thầy sư thì đa tài lắm, nhiều tài quá, nghĩa là làm thơ cũng hay, viết nhạc cũng hay, cái việc hay hết. Mình làm việc mệt nhọc, mình nghe chương trình đó thì mình cũng rất là thích. Theo bác thấy thì nói đúng, nếu ba đã làm những cái chuyện thế này là cũng là hiếm, không ai làm nổi. Mà ngày hôm nay ấy, bà ấy làm được cái chuyện này là cũng là bác thấy là cũng xứng đáng là một cái vị mà coi như là đại diện cho bà. Nhưng mà làm được cái việc mà chính bà làm là bác thấy là xứng đáng và cầu chúc cho bà làm hơn. Em rất mừng là trong cộng đồng có được một nơi gì cho em cứ câu hỏi tới tìm hiểu sách báo. Nói về sư phụ là chỉ hướng em tìm hiểu về tâm linh. Xuân hoa là tình tôi, đùa nở cùng ai, cùng luyến yêu mọi nơi. Có một bầy thôn nữ nhìn hoa, chúc cho tuần vui vẻ. Tôi xin hân hạnh kính mời quý vị đến thăm Trung tâm Băng Nhạc Sách Báo Tình Yêu và Tâm Linh, tọa lạc tại một nơi rất thuận tiện, số 9191 Bonsa Avenue, căn 227-228, thành phố Westminster, 92863, gần chợ 99, trong khu Asian Village. Để biết thêm chi tiết, xin quý vị vui lòng liên lạc số điện thoại miễn phí 1-888-826-6443 hoặc 1-888-VÂN-NGHỆ. Từ tháng 5 cho đến tháng 6 năm 1999, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã được thỉnh mời thuyết giảng tại 18 quốc gia Âu Châu. Hàng ngàn người thành tâm cầu đạo đã hân hoan chào mừng ngày đến quốc gia họ và đã tham dự các buổi thuyết giảng hầu lắng nghe thông điệp đầy tình thương và hòa bình của Ngài qua pháp môn Quán Âm. Để đáp ứng lời thỉnh mời thành tâm của Thượng nghị sĩ Quốc hội Armenia và Chủ tịch của Trung tâm Văn hóa Heyer, bà Nadezhda Sarkisian, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã đặc biệt viếng thăm quốc gia này. Các cơ quan truyền thông đã theo sát cuộc hành trình của Thanh Hải Vô Thượng Sư và đã phổ biến buổi thuyết pháp và công việc từ thiện của Ngài trên đài truyền hình và báo chí như là Barev, Russian TV Channel, Hayastan, Inforte, New Time, Republic of Armenia, Euratu, Business Weekly, Sensation, Ser và Hayastani Harapetitium. Nhiều thư từ đã được gửi tới tấp biểu lộ sự thành kính tri ân trước chuyến viếng thăm Armenia của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ông giám đốc Robert Sahakian của Komitas House of Chamber Music đã bày tỏ sau đây trong bức thơ đầy cảm động của ông. Ngài Thanh Hải, vị thầy khả kính và người bạn thương mến nhất của nhân dân Armenia, cuộc viếng thăm từ thiện của Ngài như là một cơn mưa mùa xuân sống động, rót tình nồng ấm vào lòng những người dân Armenia được dịp may gặp gỡ và thông đạt tư tưởng với Ngài. Một con người có linh hồn với đặc tính hiếm có. Ngài là một người chứa đựng linh hồn vũ trụ bên trong nhục thể nhỏ nhắn của mình, có khả năng tích tụ tinh túy của sự khổ hạnh, là mẫu mực lý tưởng của tâm hồn chính trực, là sự hy sinh của những bậc hiền triết đã bỏ hết cuộc đời mình cho Thượng Đế.
những điều răn về từ thiện của Thượng Đế trong lòng ngài đã viếng thăm những người già cả, bị những quyền lực trong hiện kiếp quên lãng, những trẻ mồ côi khao khát tình thương, bảo tàng địa genocide của Armenia, thánh đường đổ nát và các nạn nhân thiên tai. Công tác từ thiện ngài làm vì nhân loại, vì lòng khoan dung đầy nhân hậu, lòng khoan dung mà, theo các điều răn của Thượng Đế, có thể cứu rỗi những linh hồn con người. Xin cuộc đời của ngài cống hiến cho Thượng Đế được kết quả như tên ngài thêu dệt, mỹ miều như các họa phẩm của ngài, sáng rực rỡ như trang sức ngài, trong sạch như tấm lòng ngài, và đại đồng như những dòng nhạc của ngài. Với lòng biết ơn sâu xa nhất từ các nhân viên của Đại Thính Phòng Hòa Nhạc Komitas ở Yerevan và từ cá nhân tôi, Giám đốc Robert Sahakian, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị lá thư của Giám đốc hãng Clarion và cũng là một trong những người tổ chức chuyến viếng thăm này, ông Armand Jevorkian như sau. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư vô cùng xinh đẹp. Thật là một niềm vui lớn lao cho tôi được dịp diện kiến và hàn huyên cùng Ngài trong chuyến công du của Ngài tại Armenia. Tôi xin tri ân tấm lòng nhân đạo của Ngài đối với những người cần sự săn sóc và giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ đến khi mọi người hiểu được nhiều điều mà Ngài đã làm cho nhân loại. Với chiến tranh và hận thù đang bao phủ thế giới này, tình thương yêu và lòng tốt của Ngài cho mọi người không thể nào thay thế được. Nét đơn giản và dịu hiền của Ngài thu hút mọi người với năng lực hiếm có. Một người đàn bà nhỏ bé và yếu mềm, nhưng sở hữu một năng lực tâm linh vô hình vĩ đại. Đây là cách tôi có thể diễn tả về Ngài. Đa số những người có dịp diện kiến và hàn huyên với Ngài sẽ đồng ý với tôi. Tôi viết lá thư này trong lúc đang lắng nghe những bản nhạc của Ngài phát họa ra hình ảnh Ngài ngay trước mặt tôi. Một hình ảnh vĩnh hằng lưu lại mãi trong tâm khảm tôi. Nơi nào Ngài đi đến, tình thương sẽ soi sáng mọi nẻo đường. Nơi nào Ngài lưu lại, đời sống đều tràn đầy mọi ân sủng, mãi mãi bên cạnh Ngài, và lúc nào cũng mong ước được tao ngộ cùng Ngài. Thành thật kính thư, Armand Jevorkian. Sau đây là trích đoạn bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư với chủ đề Từ Linh Hồn Này Đến Linh Hồn Kia vào ngày 16 tháng 5 năm 1999 tại Yerevan, Armenia. If we have beautiful things, we should share with others. Similarly, the spiritual blessing that God has bestowed upon my humble self, He has ordered me also to share with whomever would like to know. He has blessed us in many, many ways, materially and spiritually, so that we can share what we have with whomever in need. In our life, we suffer so much because we have lost contact with the supreme power within ourselves, which is the master of all beings, this God inside us. Because if we lose this contact with God, no matter how much possession we have in this world, we still never be completely happy. In the Bible, it is mentioned that know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells within yourself. That means we are not a human being. We just have a human body, but the inside us is God. So how come we have to undergo so much unhappiness, so much lack of material comfort as well as spiritual knowledge? How come? And sometimes we pray a lot and very, very sincerely, but we feel that God does not answer. How come? It is because we forgot where God is. I have been shown how to contact God directly, and I have been ordered by God also to show it to you so that you can communicate with Him directly every day. You can see Him, you can hear Him, you can love Him, and you can feel loved by Him.
because we are the children of God, we are the part of God, so it should not be difficult to recognize that part of God which is ourselves. But if we are busy and if we forget where God is, of course it can be very difficult. Because we look elsewhere, we look somewhere else instead of in the right place. We have been very, very busy in this physical existence, and we of course have forgotten how to find Him. If you study, if you truly study all the scriptures of different religions, you will find there's only one. It's just that in different culture and different backgrounds, sometimes the master has come to the planet, has to use different terms, and therefore God has been called different names. But all the religious scripture point to one God, that we have to find that God. He doesn't mind if we call Him any different names, as long as we love Him and want to know Him. Similar to some of us, we do things because we think we should do it that way. But the only way to do things is the right way. Similar to find God, we must have the right way. There is no way, no method at all, because God is always there. God is always there because God is the Supreme Master within ourselves, within each of us, and He knows everything. He hears all the prayers and He grants all wishes. But we must know how to listen to Him. We must have the direct contact with Him so we know what He wants us to do. In order to contact this Holy Spirit within us, or God within us, we have to forsake the flesh for the spirit. And I will show you how to do that while you are still living and busy with the business, with your daily life. And God has remind us to live in the law of love, the Ten Commandments. Because if we are God or God children, we should live the way of love, the way of God. The Ten Commandments is not God's commandment, because He's not strict to us. He is very, very loving. He loves us, doesn't matter how sinful we are. But the Ten Commandments are just qualities, a quality of a child of God, the quality of a walking God on this planet. So if we want to proclaim the glory of God, we must also be fit, be up to the standard of, you know, the Ten Commandments. So of course we be loving to each other, we share things with each other, and we do not kill each other, etc., etc. These are the quality of a living God. Not because if we do not keep the commandments that God doesn't love us. It's just that if we are not up to this standard, that means we have not glorified God, we have not remembered how to be God's children. Apart from that, of course, we know God inside, and outside we represent God in this way, in this quality. Then, of course, we can be proud to say that I am a child of God. We are really the children of God. To know God is the birthright of everyone. It is our sole possession, our most important thing to do in this life. I only come to tell you that God is gracious, God is loving, God is all-forgiving. And if you want to know this God, I can show you. Xin trân trọng giới thiệu bộ video Những vết tiền thân và tiền ca quê hương. Một đêm đại nhạc hội gây quỹ từ thiện do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào mùa Giáng sinh năm 96 tại Đại Hy Viện Terrace Theater thuộc thành phố Long Beach, gồm các nghệ sĩ danh tiếng. Cô đơn như chưa bao giờ cô đơn. Buồn thật là buồn.
trong trời mênh mông, như cánh chim tìm về tổ ấm. Chim ơi, đã nhiều phen con muốn lìa hè lụy, nhưng sao lòng còn quấn quýt dây oan tình ai. Khuya soi bóng ngả, mưa mùa thu ướt đậm khóm mây hồng. Muốn vào thăm mà ngại lòng tượng đá, tình trăm năm ngoảnh lại đã là không. Trời đầy con én nhỏ về đêm mưa gió, chợt nghe mọi cánh hồng. Lỡ uống một lần rượu tình say ngây ngất, quên mất lối về, quên mất nẻo thiên cung. Bộ video Những vết tiền thân và tình ca quê hương chúng tôi đã phát hành. Mọi chi tiết xin liên lạc về chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1-888-826-6443 hoặc 1-888-VÂN-NGHỆ. Sau cuộc viếng thăm quốc gia Armenia của Thanh Hải Vô Thượng Sư, nhiều người đã được biết đến giáo lý cao thượng và lòng từ tâm vĩ đại của Ngài. Cảm động trước tình thương của Thanh Hải Vô Thượng Sư dành cho người dân Armenia trong cuộc viếng thăm của Ngài, Hiệu trưởng của trường Basic Pedagogical School, ông Zorab Chagayan và Thống đốc của thành phố Gumri Shirak Petrosyan đã đổi tên trường thành trường Trung học Thanh Hải Vô Thượng Sư. Trong cuộc viếng thăm đặc biệt tới Hoa Kỳ, ông Chagayan đã được phỏng vấn cảm tưởng về Thanh Hải Vô Thượng Sư và trường học của ông. Sau đây là trích đoạn của buổi phỏng vấn ông Chagayan vào ngày 24 tháng Giêng năm 2000. Now in Gyumri, in Armenia, there is a school named after Supreme Master Chinkai, and it happened when in this, sorry, last year, in 99, in the May, Supreme Master visited Armenia and Gyumri, and he did a lot of humanitarian help, you know, he helps Gyumri, and we decided to name a school, our school, by her name. That is so amazing. She came over there to do some humanitarian works, and the congresswoman and the mayor met with her, and she donated, I believe, close to $250,000 to your country alone. And you were just, how did you come to know of Supreme Master Chinkai? From newspapers, you know, from Armenian newspapers. She had interview in Gyumri's TV. So we heard about his philosophy, about who is Supreme Master Chinkai, how is she thinking about the man, about the religion? And you know, now Armenia is very in very bad situation, and I think the philosophy of friendship, philosophy of beautiful, you know, philosophy of nice relationships from between the men, it will help Armenians, it will help to live. You know, in 88 all the people of Gyumri was shaked
by a very terrible earthquake. And in last year, in 99, I can say that many people in Gyumri was shaked by the humanitarian, humanitarian works of Supreme Master Chinkai, you know, because nobody knows about Supreme Master, who is she, what is her philosophy, and now I'm very glad that in Gyumri there is school where the students can know about the philosophy of Supreme Master Chinkai, about everything she do, you know, because the main thing I think in this millennium, in the new millennium, will be the friendship between nations, between men, because all of us are men, you know, and there will not be difference between nations, between religions, and I think that is the main stone of philosophy Supreme Master Chinkai. I think she's one of the modern philosophers of 20th century. I think she's the woman of the new millennium, of the future, because his ideas, she has different thinking, you know? She has different thinking, and I think that will help the people to live in the peace in this world. She's saint, she has many, many talents. And the school after Supreme Master Chinkai will be fine school, and I want that she will come to the school, to her school, as a queen, you know. Yeah. And it will be very beautiful, very nice building, and we will meet her as a queen, you know. This is our internet class, and the first information that we had from Supreme Master, it was from internet. Mm-hmm. We find her website, and there we saw knew about her, about her philosophy, about her jobs, about her humanitarian jobs all over the world. This is a newspaper. This is newspaper of our institute, pedagogical institute, and here is the information that the school, the basic high school of pedagogical institute, that is our school, is named by Supreme Master Chinkai. Thank you so much. Thank you. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị bộ video và CD Đường vào nhạc tâm linh và tình yêu, một đêm đại nhạc hội gây quỹ từ thiện cho Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào mùa Giáng sinh năm 1997 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, gồm các nghệ sĩ Việt Mỹ hùng hậu. Dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Anh Hưng đâu rồi? Khổ quá biết ngay mà. Anh đây đi đâu mà vội vậy? Đã bảo rồi.
Biết ngay hồi xưa thì đưa đón người ta, bây giờ quen rồi bắt đầu lờn mặt. Thôi để cái tỏ cái lòng của em giận anh như thế nào á thì em hát là anh biết liền đó. Thế em cứ hát thôi trước đi xem nào. Tất nhiên đàn bà là phải hát đầu tiên, lady first. Em nói tiếng Anh hay quá hả? Em cũng mới học tiếng Anh lê của mấy chị trong kia. Bộ video và CD Đường vào nhạc tâm linh và tình yêu chúng tôi đã phát hành. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc về số điện thoại miễn phí 1888 Văn Nghệ hay 1888 826 6443.